mới mua cuối năm ngoái. Tôi có bác đây là một cái video hướng dẫn từ xa một khách hàng lắp đặt cái thiết bị rồi gồm có ba thiết bị, một hệ thống âm thanh gồm ba thiết bị là một con âm ly, một con vang và một con lưng tiếng. Thì cái cách lắp đặt thì có rất nhiều những cái cách lắp đặt, nhưng mà trong cái video này thì em sẽ hướng dẫn các bác làm cách lắp đặt nó sử dụng nó đơn giản nhất và đưa ra một cái hiệu quả làm việc nó tốt nhất. Là em sẽ đưa đường nhạc đầu tiên vào, sẽ vào đưa con lưng tiếng đầu tiên, sau đó nó sẽ đưa xuống con vang, và sau cuối cùng là đưa xuống con âm ly để khuếch đại đưa ra loa. Thì cũng có rất là nhiều bác là thắc mắc là tại sao không lắp nhạc vào con vang, sau đó thì từ con vang xuống con lưng tiếng mới xuống âm ly. Thì thưa các bác là nếu mà cách lắp như vậy thì con lưng tiếng nó lưng cả tiếng nhạc cả tiếng mic, thì khi mà lưng như vậy thì nếu mà các bác chỉnh thì tiếng mic nó rất hay bị rít, rú rít. Có nghĩa là khi mà các bác chỉnh được nhạc thì là mất mic, mà chỉnh mất mic thì được mất nhạc, rất là khó chỉnh. Đấy, thì đa phần các bác sẽ khó chỉnh ở đấy, và em thường là khuyên các bác là lên lắp đường nhạc vào con lưng tiếng trước, và lưng tiếng nó sẽ xử lý cho các bác đường nhạc, và sau đó thì nó chuyển xuống con vang và nó phối trộn tiếng mic ở con vang, và sau khi phối trộn xong thì sẽ đưa xuống con âm ly và khuếch đại đưa ra loa. Thì trong cái video này thì em sẽ hướng dẫn các bác khách này lắp như vậy. Thì đầu tiên là em hỏi anh là anh có dây cáp quang không? Có hay không anh ạ? Anh ơi, trả lời nhanh cho em là có hay không? Anh không có đâu. Không có, vâng, cứ trả lời thế cho nó nhanh ạ, cho nó trôi cái việc nhanh. Vâng. Không có thì anh sử dụng đường AV đúng không? Thì anh quay Đúng vào con vang đi, anh quay vào con lưng tiếng của anh đi. Quay cái điện thoại vào con lưng tiếng. không, mà hình như là anh cái này anh ơi chẳng chạm, anh lắp đúng kiểu trước anh vẫn chạy con vang, anh vừa tháo con gu tin anh vứt con cụ đi, anh lấy con vàng ra anh chỉ đấu mà thôi là xong. Không mỗi một cái rắc ca lông anh rút ra anh cắm vào con vang của em với cái Bác loa ơi thì scan bác lấy hỏi em, từ dương tính bác xuống hỏi em là thì để em hướng dẫn bác đi, còn bác bảo lắp một phát thì xong thì bác lắp một phát cho xong thì bác hỏi em làm cái gì? rồi. Rồi được rồi anh đấy Anh rồi, quay điện thoại về đi ạ. À? đây Anh quay điện thoại về đi. đây từ từ anh quay ra sáng đây. Anh quay xa cái thiết bị của mình ra, anh quay xa, anh đầu tiên anh quay ở mặt trước đi, anh quay ở mặt trước để em ướm những cái thiết bị của anh xem nó gồm, xem lại là thứ nhất là của anh là Đây. sẽ có một con lưng tiếng anh mua ở bên em là con CP900 Pentium đúng không, của TD Acoustic đúng không? Rồi đây Vâng ạ. rồi rồi cái Và con một vang này nữa, vâng và một con con vang mới lấy rồi. vâng và một con vang 330 Pro vang số chỉnh cơ đúng không? Rồi 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 Vâng, cái trên cái con lưng tiếng này thì nó có đường cổng quang với cả nó đọc USB, thì anh có thể anh cắm trực tiếp lên trên TV qua đường cổng quang cũng được. Nhưng mà hôm vừa rồi anh mua ở cửa hàng em, anh bảo anh không cần cổng quang đúng không? được rồi rồi Còn rồi hôm trước mà mua con vang ở bên em thì thường nếu mà anh mua cái combo thì em tặng kèm anh cái dây cổng quang cơ mà, anh không lấy à? Không, anh mua con vang vừa ấy xong, vừa ấy mua đặt đơn hàng hôm qua gửi chiều lên với chuyển Nam Định ấy. Vâng, nhưng mà anh lại không lấy phụ kiện à? Có đủ hết nhưng mà anh kiểu giờ nó tiện thì anh chỉ rút ra anh lắp vào ấy, có dây quang ấy. Nhưng mà giờ Vâng, tiện thì ấy em bảo anh xong như người này ta nhá, cho lên tiếng. em bảo anh như này, anh không phải ngại gì cả, em muốn lắp đặt cho nó trơn tru hết theo cái ý của em. Còn nhiều khi là Rồi rồi. em đã không hướng dẫn rồi, từ em hướng dẫn thì nó phải tỉ mỉ luôn chứ không phải làm bôi ra được. Thì anh cứ lấy hộ em Rồi cái rồi dây rồi. cổng quang đi, anh lấy cái dây cổng quang. Rồi lấy cái quang lắp đi. Vâng, lấy cả cái dây cổng quang, em lắp cái dây cổng quang luôn cho bác. Đã không làm thì thôi làm nó cho ra làm, chứ còn làm cứ hướng dẫn cho bác cho xong việc đâu. Bác cứ lấy dây cổng quang đi, em hướng dẫn từ đầu đến cuối cho. Ở trong cái hộp phụ kiện em kèm cho anh ấy, ở trong cái hộp phụ kiện em kèm cho anh nó có một cái dây quang đấy, đúng rồi cái dây đấy, dây màu Đây vàng. rồi, đây rồi, đây rồi. Đúng rồi, anh ở nhà, anh có chỉ ở nhà, em vừa thấy có chỉ ở nhà thì anh bảo chị cầm cái điện thoại chị quay cho, xong là anh thao tác bằng hai tay thì nó nhanh hơn, một người quay một người làm thì nó Rồi. nhanh hơn, anh bảo chị cầm điện thoại chị quay cho. Đầu Rồi đầu anh rút hết là cái toàn bộ rác cái ra nhá. vâng, anh rút hết ra rồi, em hướng dẫn anh từ đầu đến cuối cho. Bảo anh bảo Đây vâng, cầm điện thoại rồi với rồi đây. đèn pin quay cho, còn mình làm bằng hai tay. Đầu tiên là cái dây cáp quang ấy, là ở trên cái đầu dây cáp quang nó có một cái cao su bịt. Đây đây cầm. Đây cắm ở đây Anh nghe em nói á, ở trên cái đầu dây cáp quang nó có một cái cao su bịt, anh phải rút cái cao su bịt ở đầu dây cáp quang ra thì nó mới cắm được vào, không cắm vào nó hỏng đấy. Anh quay vào cái dây cáp này. Rồi quang đi. Chị ơi, khi mà anh thao tác cái rồi. đầu chị quay vào điện thoại là đúng rồi, cái dây cáp quang nó có màu trắng trắng cao su trắng ấy, bịt đấy, rút ra. Rút cái đây ra. Cả hai đầu có hai cái đầu bịt đấy, Rồi phải rút cái rồi. đấy ra. Rồi anh chú ý hộ em là cái dây cáp quang của nó không phải là hình vuông đâu nhá, mà nó là hình thang. Nó là hình Rồi thang rồi. và nó có một cái cạnh mà dài nhất đúng không?
Nó có Rồi bốn cục rồi. nhưng mà có một cái cạnh dài nhất thì anh khớp cái cạnh dài nhất của cái giắc cắm cổng quang đấy với cả cái lỗ cắm ở trên cái con lưng tiếng, cái lỗ cổng quang. Khớp khớp ở đấy, nếu mà cắm đúng thì nó mới vào, nhưng cái cắm sai không khớp nha, nó không vào đâu, mà cứ cố cắm là nó hỏng lỗ đấy. Ở cái lỗ cắm cổng quang ấy là nó có một cái lắp bịt, là cái anh cứ ấn vào là cái lắp bịt đấy nó tự chui vào. Đấy, ở cái lỗ cắm cổng quang thì nó cũng có một cái cạnh gài nhất. Anh nhìn ở cái lỗ cắm cổng quang nó có một cái bản lề cửa đấy, cái cửa lắp đấy là tự nó đóng và tự nó mở. Anh ấn cái dây cổng quang và là tự nó sẽ mở cái lắp đi ra. Rồi, Cắm xong chặt rồi, thì xong rồi. lưu ý hộ em là cái dây cổng quang thì anh phải cắm chặt hết cỡ. Phải cắm chặt hết cỡ. Rồi. Rồi. Bây Cắm giờ anh cắm lên tivi à? tiếp đến là cái đầu dây còn lại thì cắm lên tivi. Rồi. Lưu lưu ý hộ em là cái dây cáp quang thì nó là cái sợi thủy tinh tổng hợp ấy, nó có độ giòn nhất định, nếu mà anh bẻ gập quá là nó gãy ở sợi bên trong, là nó truyền được ánh sáng nhưng mà nó không truyền được âm thanh đâu. Lưu ý hộ em cái dây cáp quang nhá. Đằng sau cái tivi nó cũng có một cái lỗ. Anh nhìn cái lỗ đấy nó y xì cái lỗ đằng sau con vang ấy. Chú ý là khi mà cắm thì phải khớp hai cái cạnh dài nhất của cái lỗ cắm cổng quang và dây quang, và khi mà cắm thì phải cắm thẳng và cắm một phát ăn liền, chứ không được dây đi dây lại, là dây đi dây lại là nó gãy dây cổng quang, với thứ hai là nó hỏng lỗ cổng quang đấy. Cắm khớp chuẩn vào. Anh nhìn cái lỗ cổng quang ở trên tivi chưa? Đây đầu là đây rồi ông đầu này. tiên là phải nhìn nó, đầu tiên mình quan sát nó xem là cái cạnh dài nhất của nó ở đâu, xong cứ thế là cắm theo đúng khớp cái cạnh dài nhất là cắm vào thôi. Khi mà cắm cái dây cổng quang thì phải cắm nó thẳng hàng vào thì nó mới cắm vào được. Đâu anh chỉ cho em cái lỗ cổng quang ở trên tivi xem nào. Đúng rồi. Bây giờ cái cạnh dài nhất, cái cạnh hai dài dài nhất là nó hướng ra tường bây giờ, anh nhìn không? Anh nhìn cái lỗ cổng quang không? Đây đây rồi rồi đây Đấy, rồi bây giờ rồi rồi đầu rồi tiên là phải khớp cái cạnh dài nhất đã, không để đúng chiều ra, cứ thế là táng vào thôi. Cái quan trọng nhất là phải khớp cái cạnh dài nhất trước. Anh không cần nhìn lại đâu, bây giờ tay anh chỉ nhìn một lần là cái cạnh dài nhất, thế đấy là anh cứ đưa vào thôi, không cần nhìn nhiều lần đâu vì mình đã nhìn chính xác rồi. Mình đã nhìn chính xác với cái cạnh dài, hai cái cạnh dài nhất nó khớp với nhau là cắm vào thôi. Được chưa ạ? Cắm chắc vào hộ em nhá. Cắm thật chắc hết cỡ vào. Rồi rồi. Rồi, bây giờ tiếp đến là cái thao tác thứ hai là bây giờ quay lại đằng sau con âm ly. Sau sau âm ly đấy anh cắm lên rồi rồi anh lấy hai cái đường tiếng còn nguyên rồi. Rồi bây giờ em hỏi anh Giác đằng căn sau, lâu anh cắm lên rồi. em cứ hỏi anh đến đâu anh trả lời đến đấy nhá. Đằng sau âm đồ của Rồi. anh là anh sử dụng đường cầu chữ U hay là vẫn để cầu chữ U, rút cầu chữ U rồi không? Anh lối vào cái đường giác hoa sen đấy. Xong ở trên là cái giác căn lâu này. Em hỏi anh nhá, ở đằng sau con âm ly của anh là nó có cái cầu chữ U, anh có rút cái cầu chữ U ra không ạ? À, hình như là trước anh vẫn là nguyên si nào vẫn Vâng, thế thế. thì bây giờ anh cứ lôi cái âm ly ra đi, em hướng dẫn các anh lắp cách này để anh về sau anh dễ sử dụng hơn nào. Anh lôi con âm ly ra đi, lôi đằng sau con âm ly, hoặc là Được. quay đằng sau đi, quay đằng sau con âm ly hoặc là lôi ra cũng được, thì em Bây hướng dẫn giờ cho lôi anh. ra mệt phết đấy. Vâng, lôi phết thì em À, còn chờ anh nó còn vất vả hơn anh ạ, em chờ anh nó còn vất vả hơn. Vâng, anh rồi. cứ lôi ra đi, được việc của anh cơ, em chờ anh được, làm sao anh không làm được. Đây em hướng dẫn bác, em không được cái gì mà em còn nhiệt tình chứ làm sao bác không lôi ra được, đúng không? Sao lại phải kê cả tủ ra à? Sao thay vì là rút tủ anh rút cái âm ly phải không? Anh co cái âm ly ra đi, phải phải co cả tủ à, cái âm ly của anh không lôi ra được à? Ui giời, lôi ra giờ dây nó lòng Rồi thì cứ chịu khó đi, mình chịu khó thì lắp cho nó cẩn thận. Cái tivi mà anh để ở trên lóc cái tủ thì kê hẳn hoi nhá, mà kéo đi lay lại cái tivi nó đổ đấy, để ý cái tivi. lắm. Cái ghế còn Rồi quay chị quay hộ em là cái góc xa của con âm ly cái trâu giáp vào ấy, đừng rung máy nhá, đừng rung máy nhá. Quay ở phần phía trên đi, quay phần phía trên cái giác trên rồi nào, anh chiếu sáng cái đèn ở trên. Rồi lấy led đi. Cổng 1, được cổng 2. Âm ly input AB. Có nghĩa đằng sau con âm ly này của anh là nó không có cầu chữ U đúng không?
Không có là không có. anh xem cái kênh của em là anh thấy là anh em hay có cái video là rút cái cầu chữ U ra, nhưng mà anh nhìn được cái âm ly của anh là không có đúng không? Rồi rồi, không Đâu có. rồi, em cũng nhìn thấy là không có cái cầu chữ U, và anh đang cắm cái rắc 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 ca lông ra hoa sen đúng không? Cái rắc đỏ đỏ kia. Anh cắm rồi đúng không? Nó đang ở cổng Rồi B đúng không? rồi. Rồi Dạ, rồi em nha, chờ em một chút nha. Rồi nó đang cắm ở cổng B. Đang cắm ở cổng B rồi. Đây khách này đang cắm ở cổng B rồi các bạn nhé. Đây là hai cái dây xuống âm đi rồi. Rồi ok, cái của anh nó không có cầu chữ U thì chúng ta sẽ lắp theo cái phương án này. Còn những cái bác nào mà có cầu chữ U, chúng ta rút cái cầu chữ U ra, biến cái âm đi thành cục đẩy thì nó dễ chỉnh hơn. Rồi ok, cái này của anh nó không có cầu chữ U thì thôi, cái phương án này thôi, chỉ có phương án này thôi. À, rồi bây giờ hai cái đầu dây còn lại của cái dây mà anh vừa cắm vào ấy. À, anh quay qua cái con đằng sau con âm đi một cái lần nữa, em xem là dây loa của anh đã đấu đấu chính xác chưa, xem nào. Em nhìn qua xem là cái dây loa của anh đấu đúng chưa nào. Loa rộ 4, channel 1, channel 2 của anh là rồi. Bên dây loa bên này, dây loa bên này có nghĩa là con âm đi là của anh nó sẽ có 4 kênh đúng không? kênh 4 4 rồi. kênh đúng rồi. Còn những cái con âm ly 4 kênh thì đa phần đến 90% nào nó sẽ không có cầu chữ U. Không có cầu chữ U. Rồi ok. Rồi em cắm vào cổng AB rồi. À, rồi hai cái đầu dây còn lại vừa rồi thì em cũng sơ ý là em không nhìn thấy con âm đi của anh là âm đi 506 đúng không? 506 gôn em ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ Vâng. hai cái đầu đấy anh cắm lên con vang của em. À xin lỗi Anh nhé, cắm lên con cắm lên con lưng tiếng. Anh muốn là con em hỏi anh như này nhá, là bây giờ anh chỉ muốn là cái con lưng tiếng là nó chỉnh nhạc, nó không chỉnh mic đúng không? Để anh chỉnh dễ chỉnh hơn, nó không bị rít đúng không? không, anh trước là anh cắm hai cái này, anh cắm lên vang, bắt đầu từ vang lên lưng tiếng, từ lưng tiếng xuống vang đấy. Bây giờ em cho lên vang được không? Lên vang. Bây giờ thì em sẽ lắp cho anh cái phương án là cái con lưng tiếng kia nó chỉ xử lý tiếng nhạc thôi, nó không xử lý tiếng mic nhá. Thì anh chỉnh nó sẽ Rồi rồi. người sử dụng nó dễ hơn. Rồi Vâng, rồi. thì có nghĩa là bây giờ là cái nếu mà theo chiều ngược thì có nghĩa là bây giờ cái con âm ly kia là phải lắp vào cái con vang trước. Anh cắm hai cái đầu Rồi. rắc đi, hai cái đầu rắc to mà từ trên âm ly lên ấy, nó có hai cái đầu rắc to á. Rồi. Đâu mà đầu hai rắc, đầu rắc to đây đi. Vào con vang nhá. Đúng rồi, cắm vào con vang, cắm vào cái cổng nó ghi là lip right. Lip right có nghĩa là trái phải, có nghĩa là loa trái loa Rồi, phải, cắm. không được cắm vào center, không được cắm vào sub, mà cắm phải cắm vào lip right. Tiếng Anh của nó là đại loại nó là loa trái loa phải đấy, cắm thế nào cũng được, cứ một trái một phải. Rồi. Rồi ok, đấy là đường xuất ra rồi. Và bây giờ để ý hộ em đằng sau cái con lưng à con vang này thì có bao nhiêu cái chiết áp. Nó ghi là volume thì anh cho to hết cỡ của em, những cái chiết áp nào nó ghi là volume thì cho to hết cỡ. Cái chiết áp ngoài cùng bên phía tay Đúng rồi. trái ở chỗ tay anh cầm cầm ấy, nó có một cái chiết áp ở bên Biết. phía tay trái giữa cắm. Chị quay hộ em ở bên phía tay trái của anh, trong lòng của anh ấy, ở gần cái dâu anten ấy, không ở phía mặt sau cơ. Đây, đây. Sao đây? Mình đang liệu nói chuyện ở Đây phía đây. sau, nó có một, đúng rồi, có một cái chiết áp ở đấy. Đây đây. Đúng rồi, cái chiết áp đấy vặn to hết cỡ, vặn to hết cỡ cỡ theo chiều nhìn nhé, theo chiều nhìn và theo chiều kim đồng hồ. Rồi rồi. Rồi ok rồi, đấy là cái chiết áp âm lượng, nếu mình cho nhỏ quá tí nó không lên tiếng được đâu. Rồi. Rồi bây giờ tiếp đến là từ trên cái, bây giờ đã xong cái nhiệm vụ là từ vang xuống âm đi rồi đúng không? Bây giờ cái nhiệm Rồi. vụ thứ hai nữa là phải từ trên con lưng tiếng xuống con vang này. Thì từ trên con lưng tiếng xuống con vang thì anh lấy hộ em cái dây AV, dây trắng đỏ ấy, hai đầu trắng đỏ ấy. Cái dây rắc ở đây thì mình cứ dùng cái dây ca lông cũng được mà dùng dây AV cũng được, chất lượng tín hiệu nó như nhau, cứ cái sợi dây là mình mua là hàng tốt là được, còn bản chất Đấy. thì nó truyền tín hiệu nó là như nhau. Bây giờ ở trên cái con lưng tiếng thì anh ghi, anh nhìn hộ em vào cổng nào nó ghi là out output. Output có nghĩa là đường tín hiệu ra, mình đang cần đường tín hiệu ra của nó. Output nhưng output lip right nhé, chứ không phải là output của đường center hoặc là output của đường loa sub đâu. Mình đang cắm ở đây là cắm đường lip right, là đường loa trái loa phải ấy. Không. Đây anh quay quay điện thoại vào đấy và quay đèn vào đấy. Yeah. Chiếu đèn vào đấy và quay điện thoại vào đấy thì em chỉ cho, em nhìn vào chữ thì em biết cho. Rồi đừng rung điện thoại nhá. À, anh nhìn thấy cái ghi là output không? Out ở trên không? Cái hai cái rắc trắng ở Rồi. trên đấy. Hai Hai cái sắc cái trắng ấy. đúng rồi, anh cắm vào đấy, hai cái lỗ đấy, hai cái lỗ này này, hai cái lỗ trắng ở trên này nó ghi là output này, out này là ghi là out này, là mình đọc nó out nó lên tín hiệu ra.
Đấy là da của Đấy. loa trái loa phải. Ở đây thì nó không đánh dấu màu, và cái màu trắng màu đỏ nó không Đúng. quan trọng anh nhá. Màu trắng màu đỏ Vâng, nó không rồi. quan trọng, nó chỉ là loa trái loa phải, mình cắm thế nào cũng được, cứ cắm hai rắc là được, màu trắng màu đỏ lộn với nhau cũng được, không có vấn đề gì cả. Tiếp đến là cái đầu còn lại của cái dây đấy, cái đầu còn lại của cái dây đấy, anh quay vào đầu còn lại của cái dây đấy đi. Đây đây đây. Đầu còn lại của cái dây vừa vừa rồi cắm ấy, thì cái đầu còn lại thì anh phải cắm vào cái con vang đúng không? Rồi rồi. Cắm vào cái đường input của con vang, và anh cỡ ngoài cùng ấy, ở ngoài cùng ấy. Bây giờ mình phải cắm cái đường input. Input đây là input AUX1 ấy, ở ngoài cùng bên phía tay Đấy, phải. Đấy đúng rồi. là xong đúng không em? Rồi, bây giờ cái thứ hai nữa là bây giờ nhìn đằng sau con lưng tiếng nó có những cái chiết áp gì không? Nếu mà có những cái chiết áp nào nó ghi là volume, có nghĩa là liên quan đến âm lượng, thì mình phải cho to lên. Nếu mà không có thì thôi. Không có đâu em ơi, không Không có thì có bỏ qua. Bây giờ em giải thích cho anh cái nguồn tín hiệu đi nhá. Thì anh phải nghe rõ này. Bây giờ mình giải thích như kiểu cái dòng chảy của dòng nước ấy nhá. Thì Rồi có nghĩa là rồi. đầu nguồn của anh, đầu nguồn nước của anh nó là cái tivi đúng không? Rồi. Đầu nguồn nước của anh nó là tivi, nó chảy theo cái đường dây cáp quang. Nó cái đường đấy nó chảy theo đường dây cáp quang và nó xuống con lưng tiếng. Đúng không? Xuống lưng tiếng thì cái dây cáp quang đấy nó phải cắm vào đường input, có nghĩa là đi đi vào thì phải cắm là đường in là đường vào, đúng không? Nó vào Rồi cái lưng rồi. tiếng thì lưng tiếng này nó sẽ lưng cái tiếng nhạc lên. Sau khi mà lưng cái tiếng nhạc thì nó sẽ xuất ra thì có nghĩa là cái đường dây phải cắm vào cái lỗ ghi là output. Output thì anh vừa cắm cái rắc trắng đỏ rồi đúng không? Nó ghi là output đúng không? Rồi Thì rồi. sau khi mà xuất ra thì bây giờ mình lại phải cắm đường vào đường in, cái dòng nước đấy phải cắm vào đường in đường vào của con vang đúng không? Sau khi Rồi mà rồi. vào con vang rồi thì con vang nó xử lý với cả nó trộn thêm cái tiếng mic ở trên con vang thì bắt đầu nó lại là ra, và đường ra đấy thì là đường output ở trên con vang, và cuối cùng là lại đi vào đường input của con âm ly. Đấy đại loại là nếu mà trên một cái đầu dây của mình nó có hai cái, một trên cái một sợi dây nó có hai đầu, thì mà đầu này thì phải cắm vào out và đầu này phải cắm vào in và đầu kia phải cắm vào out, có nghĩa là một đầu cắm vào ra, một đầu phải cắm vào vào, chứ không có hai cái cắm vào ra hoặc là hai cái mới cắm vào vào được. Đấy là giải thích sơ qua để một số bác để mà biết cắm đường vào đường ra nhá. Bây giờ Rồi tiếp rồi. đến là bây giờ anh bật điện tất cả thiết bị lên. Bật điện tất cả thiết bị lên, và trước khi bật thì con âm ly của anh, cái chiết áp của con âm ly anh vặn nhỏ hết cỡ lại hộ em á. Không phải tránh cái trường hợp nếu mà âm lượng nó to quá thì nó gây ù loa, rít loa. Vặn nhỏ hết cỡ con âm ly. Con âm ly nó là cái thiết bị khuếch đại cuối cùng, thì nếu mà mình cho nhỏ thì âm thanh ở loa thì nó không thể to được đúng không? Rồi. Đó, anh cho nhỏ hết cỡ con âm ly đi, cái chiết áp cuối cùng ấy, cái hàng cuối cùng anh cho nhỏ lại. Cái hai cái chiết áp đỏ của hàng cuối cùng của con âm ly anh cho nhỏ lại. Bây giờ chị quay ở phía mặt trước cái thiết bị của em cho nó dễ nhìn. Bây giờ anh quay hết một hàng cái thiết bị ra trước đi á. Quay hết cái mặt ra. Đang quay. Rồi bây giờ Này nhá. bảo là cái Đầu đầu tiên là anh phải bật bật tất cả thiết bị đi á, bật tất cả thiết bị đi. Bật điện vào đi, xông điện vào đi. Bây giờ em bảo anh nhé là ở trên tivi thì vừa rồi là anh cắm cái đường tiếng cổng quang ấy, thì cái đường tiếng cổng quang thì nó sẽ không liên quan gì đến vấn đề cái âm lượng ở trên tivi, cái loa trên tivi. Thành ra là cái loa ở trên tivi thì anh lấy cái điều khiển tivi anh cho nhỏ hết cỡ của em để cho nó đỡ ồn, nói chuyện cho chị anh nghe cho dễ. Anh cứ quay tạm mà thôi anh ạ, anh cứ quay tạm mà thôi, không là cứ anh cứ ngồi anh lắc lắc như thế là tí là dây nó tụt ra rồi tí lại không biết là tại sao nó mất tiếng đâu. Cứ từ từ á. Để em hướng dẫn anh xong xong là tí có anh có sắp dây dọ anh để gọn thì anh quay đấy, anh lấy cái điện thoại anh quay lại cái những cái vị trí dây, xong đó anh sắp lại dây. Chứ không bây giờ là vừa cắm xong mà anh cứ dây đi dây lại sợ là cái dây nó lại lỏng, xong tí lại không biết là tại sao lại mất tiếng. Rồi, đầu tiên là ở trên cái thiết bị của mình ấy là tất cả những cái chiết áp ở trên cái đầu tiên là cái chiết áp nó to nhỏ ở trên cái âm ly là anh vặn nhỏ hết cỡ lại để nó đỡ rồ tiếng lên là một này. Xong chưa? Rồi rồi rồi. Vâng, cái bước thứ hai là tất cả những cái chiết áp của những cái thiết bị còn lại là anh vặn hướng 12 giờ của em là hướng trung bình, có nghĩa là mình sẽ không biết là vặn lên nó hay hay là vặn xuống nó hay, thì mình sẽ để ở 12 giờ là hướng trung bình. Anh vặn hết tất cả 12 giờ đi. Vâng, tiếp đến là anh quay cái âm ly của anh ấy, cái âm ly của anh là cái âm ly của mình thì bây giờ là những cái chiết áp về chỉnh mic ấy là mình không sử dụng đúng không?
Vì là mình Rồi không rồi không cắm rồi. mic vào đấy thì anh vặn nhỏ tất cả những cái chiếc áp mic lại để nó tránh cái trường hợp nó sôi ù ra loa. Nó ảnh hưởng bởi cái đường mic nó gây tiếng sôi ra loa thì anh vặn nhỏ tất cả những cái chiếc áp ở đằng cái lỗ cắm mic ở trên con âm đi. Vì mình không sử dụng nó nữa mình vặn nhỏ hết lại đi. Rồi, bây giờ ở trên con lưng tiếng mình xử lý con lưng tiếng trước là lưng tiếng là vừa rồi là mình cắm vào đường cổng quang đúng không? Thì bây giờ Rồi, là cổng muốn quang em. đúng bây giờ mình muốn nó phát đường tiếng cổng quang thì mình phải chuyển cái con lưng tiếng này về chế độ là đường vào cổng quang. Thì ở trên con lưng tiếng nó có cái chữ nó ghi là input hoặc là modem ấy. Anh nhìn ở trên con lưng tiếng ấy nó có một cái công tắc nó ghi là input hoặc là modem, anh ấn nhả vào đó. Anh chị ơi chị quay cái điện thoại ở phía phía tay trái và quay đường rung hộ em nhé, anh quay cái anh soi cái đèn pin vào đấy đi. Đừng rung điện thoại nhá. Anh nhìn check hộ em cái đèn pin ra nó hơi chói một chút. Đừng quay trực diện vào đấy. Rồi cái anh nhìn thấy cái đèn báo nó ở chữ OBT chưa? Đây rồi, đây rồi. Đèn cái đèn thông báo nó phải ở chữ OBT nhá. Rồi. Có nghĩa là đường cổng quang đấy. Đâu quay điện thoại để em xem nào. Nó phải đèn nó là thông báo ở đường OBT có nghĩa là đường cổng Đấy là lên chỗ. điện thoại rung quá. Điện thoại rung quá. Quay bên bên phía đây đi. Cái chỗ CH1 và CH2 tắt đi em, cái cực gần cái công tắc đấy nó có một cái công tắc ấy, tắt đi. Sao nó lại báo ở đèn CH1, CH2 này, có cái đèn CH1, CH2 tắt đi. Rồi, chỉ để cái đèn thông Đấy. báo, chỉ cái đèn ở đèn thông báo là cái chữ OBT thôi, là đường cổng quang thôi. Rồi. Rồi bây giờ anh vặn tất cả những cái chiếc áp của con lưng tiếng lên để hướng 12 giờ hộ em, tất tần tật. Cứ vặn tất 12 giờ đi, có nghĩa là mình không biết là vặn lên nó hay hay vặn xuống nó hay thì bây giờ mình cứ vặn ở 12 giờ. Rồi. Rồi bây giờ anh nhìn ở cái màn hình hiển thị ở giữa. Anh nhìn cái màn hình hiển thị ở giữa là nó đang nháy theo nhạc rồi đúng không? Thì Rồi rồi lên đấy. mình nhìn cái đèn này là mình đã biết là nhạc nó đã vào rồi đúng không? Là Rồi. có nghĩa là đường cổng quang nó đã truyền nhạc xuống đây rồi. Rồi bây giờ nó truyền xuống rồi thì nó sẽ truyền đi ra khỏi con lưng tiếng này và xuống con vang. Thì con vang này bây giờ anh quay xuống cái thớt thứ hai là thớt màu đen ở con vang ấy, thì con vang này anh Đây. bật điện chưa, anh bật điện con vang lên, bật điện chưa, con vang này bật điện rồi đúng không, và con vang này anh vừa rồi anh cắm, anh nhớ là anh cắm ở cổng AUX mấy không, AUX một Anh đúng chính thật. không, có nghĩa là Rồi vừa rồi. rồi từ trên con lưng tiếng mà đưa tín hiệu xuống con vang là mình cắm ở con vang là cổng AUX 1 thì bây giờ mình phải đưa cái con vang này về chế độ là cổng AUX 1 thì nó mới phát tiếng được đúng không? Rồi, Thì ở trên rồi rồi. con vang này nó có cái nút cũng giống ở trên con lưng tiếng ấy, là nút nút màu đen đen ấy, nó ghi là input hoặc là modem. Có nghĩa là đường tín hiệu vào ấy, anh quay bên phía tay phải đi, bên phía tay phải cổng cái cạnh cổng nút B ấy, cạnh cổng nút B bên lưỡi check check lưỡi sang bên tay phải. Nó có một công tắc đen đen đấy như hạt ngô màu đen này này, nhỏ nhỏ đấy. Nó ghi là Đây đây đúng không? input. Anh nhìn Không, em mới chưa anh input. input ở cổng USB ở trên cùng cơ mà. Đấy, chính Đây xác đây đây. đây rồi. Rồi, Đây. ấn nhả đi, ấn và nhả ra và nhìn ở trên cái màn hình hiển thị bao giờ nó hiện là Đấy, đấy AUX1. chuột lên rồi. Có đâu quay vào màn hình hiển thị của em. Đấy, nó ghi ở chỗ này là AUX1 đúng không? Rồi rồi. Rồi, bây giờ anh nhìn cái chỗ ghi nó 37 này này, nó đang nháy nháy theo nhạc đấy đúng không? Rồi. Có nghĩa là bây giờ con vang này nó cũng nhạc nó đã vào rồi đúng không? Rồi. Rồi ok, bây giờ tiếp đến là vào con vang xong bây giờ nó phải xuống âm ly đúng không? Xuống âm Rồi. ly thì bây giờ mình quay xuống âm ly đi. Quay xuống âm ly thì đầu tiên là cái âm ly này nó là anh cắm vào nó kiểu cầu 1, cầu 2 rồi đúng không? Bây giờ anh chỉ cần vặn lên thôi. Thì vặn đấy lúc nãy em bảo vặn 12 giờ hết thì anh đã vặn đâu? Khoan từ từ anh vặn chiếc đáp to nhỏ. Vặn hết tất cả những cái chiếc đáp âm equalizer 12 giờ đi á. Quay vào cái âm ly đi em. Anh có nghe rõ em nói không? Và nghe rõ thì em đã bảo là tất cả những cái chiếc đáp vặn 12 giờ, ngoài cái chiếc đáp đỏ thì tất cả những cái chiếc đáp 12 giờ đã vặn đâu? Khoáng cái tay, nhanh cái tay lên hộ em. Rồi rồi rồi.
12 giờ hết đi, vặn phèo phát lên 12 giờ hết đi. Cả cái hàng dưới ấy. Thôi cho đây, chỉ cần một hàng dưới được, hàng trên không cần nữa. Anh cứ vặn đi, anh hiện giờ anh đang lắp 4 loa thì anh cứ vặn đi ạ. Anh đang lắp 4 loa đấy, có nghĩa là 4 với công suất của anh đều sử dụng thì anh bây giờ anh cứ vặn đi ạ. Còn tí nữa anh chỉnh như nào tùy anh, còn bây giờ em hướng dẫn anh như này. Rồi bây giờ anh tăng cái chiết áp đỏ lên, hai cái chiết áp đỏ. Rồi cái chiết áp đỏ bên kia anh tăng chưa? Chiết áp bên trái là tăng chưa? Cái chiết áp bên tay trái anh cứ vặn 12 giờ hộ em cái, cứ 12 giờ hộ em cái. Còn cái chiết áp ngoài cùng bên phía tay phải thì bắt đầu mới khống chế tiếng nhạc. Rồi vặn lên đi ạ. Có nhạc ra loa chưa ạ? Ra rồi, ra rồi. Ra rồi thì đấy là thứ nhất là đấy là em đã hướng dẫn anh cách lắp đặt thành công rồi nhá. Rồi. Cách chỉnh như này thì tùy anh chỉnh, tùy cái cách nghe nhạc của anh chỉnh nhá. Rồi rồi. Vâng, cái chiết áp này thì anh cứ vặn như nào đó, âm thanh nó hay thì thôi chứ còn em nghe qua điện thoại thì em không biết để em bảo chỉnh anh chỉnh được. Rồi, Được. cảm ơn nhá. Rồi được thế thôi, cần anh chỉnh ra rồi. Vâng, tiếp Vâng. đến em nhìn thấy anh là có cục solar súp đúng không? Ừ. Cục loa súp là anh muốn em hướng dẫn là cách cắm loa súp không hay là anh biết rồi? Cái súp thì anh định cho vào con qua con vang được hay là con lưng tiếng được đúng không? Hoa sen thôi. Súp thì nếu mà cách lắp như này thì anh lắp, nếu mà anh lắp vào trên cái con lưng tiếng thì cái tiếng súp Ừ. của anh nó chỉ có tiếng trong tiếng nhạc thôi. Anh hiểu không? Có nghĩa là cái tiếng Ừ. súp của anh thì ở trên con lưng tiếng này nó chỉ là xử lý tiếng nhạc thôi, thì anh cắm vào trên con lưng tiếng và con súp vào cái con lưng tiếng ấy là nó chỉ có tiếng tiếng nhạc nó phát thì nó mới có tiếng súp, còn nó không có liên quan đến tiếng mic. Rồi. Còn nếu mà anh lắp cái súp này vào cái con vang thì nó trong cái tiếng nhạc cũng có tiếng súp và trong cái tiếng mic thì cũng có tiếng súp. Anh lắp vào con lưng tiếng thôi cho nó dễ. Vâng, lắp vào, thực ra thì lắp vào lưng tiếng cũng được vì súp thường là chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần tiếng nhạc thôi. Còn nếu mà lắp mà nếu mà cách lắp này mà lắp vào vào con vang thì nó cũng có cái tiếng bass, mà khi mà chúng ta alo hát thì nó cũng có tiếng bass đấy cũng được đấy. Nhưng mà tùy anh đi đấy, cái có hai phương án thì anh cứ lắp vào, anh thích phương án nào thì chúng ta chơi phương án đấy, dùng phương án đấy chứ không cứ là không cứ nó cố định ở cái đâu cả, đấy là tùy sở thích của mỗi người. Ok cho anh. Ok rồi em nhá. Vâng, và Rồi. nói Ok. thêm với anh nữa là cái mic đúng không? Mic bây giờ Rồi. chắc chắn là mic là anh phải cắm vào vang đúng không? Rồi. Vâng, và khi mà anh cắm mic vào vang và từ vang xuống âm đi luôn đúng không? Thì cái theo cái Rồi. dòng chảy của cái đường tín hiệu ấy, có nghĩa là mic nó sẽ vào vang và xuống âm đi luôn, nó không liên quan gì đến con lưng tiếng. Đúng không? Thành ra là Rồi. khi mà lưng tiếng anh vặn thoải mái nó chả liên quan gì đến tiếng mic, nó không bị gây ù gây rít gì cả, nó rất dễ sử dụng. Rồi. Nhá. Rồi. Vâng, đấy nói sơ Rồi. qua như vậy. Còn nếu mà ví dụ như anh muốn mà nó hiện đại hơn nữa ấy, cao cấp hơn nữa ấy, thì anh sẽ lắp một con lưng tiếng nữa, lưng riêng cho tiếng mic. Một con lưng tiếng lưng riêng cho tiếng nhạc và một con lưng tiếng lưng riêng cho tiếng mic thì nó là chuyên nghiệp nhất. Đấy. À. Còn nếu mà ví dụ như mà chúng ta mà lắp chung ấy, lắp chung là theo cái phương án là từ trên con vang xong là vào con lưng tiếng ấy, thì lúc đấy con lưng tiếng này nó lưng cả tiếng nhạc lẫn tiếng mic, thì khi mà nó chỉ có một cái chiết áp này mà chính ra chúng ta chỉnh cả tiếng nhạc và tiếng mic đúng không? Thì có nghĩa là khi mà chúng ta chỉnh tiếng nhạc nó hay thì tiếng mic nó hay bị xé mic, nó bị rít mic đúng không? Có nghĩa là được cái này thì mất cái khác. Đấy đại loại là như thế. Đúng không? Thì nếu mà ví dụ như mà lấy một chuyên nghiệp nhất là chúng ta sẽ có hai con lưng tiếng, một con lưng cho tiếng nhạc và một con lưng cho tiếng mic thì là chỉnh nó độc lập nhất, nó không liên quan đến nhau. Ok anh nhá. Ok rồi. Vâng vâng Đấy, tôi có một cần thôi lấy cái acoustic ra đồng bộ. vâng vâng mấy cả em bảo anh như này nhá, anh mà sợ mà mình quên ấy thì anh lấy cái điện thoại xong là anh quay quay lại tất cả những cái dây rắc, nếu mà anh không nhớ được thì anh quay lại anh chụp lại, thì tí nữa mà anh có rút ra rút vào mà anh có quên thì anh lại quay mở cái điện ảnh ra thì anh xem lại thì nó lại nhớ nhá. Hoặc là từ Rồi lần rồi sau rồi. mà ví dụ như mình có kê kích lại đồ thì mình mở cái ảnh mở cái video ra thì mình lại nhớ lại. Rồi. Ok Rồi. anh nhá. Rồi, cảm ơn em nhé. Vâng, em chào anh, cảm ơn bác đã ủng hộ mua đồ nhá. Rồi. Vâng, chào bác. Thưa các bác, đó là một cái video hướng dẫn một khách hàng từ xa. Bác đã sử dụng có âm ly, có một con âm ly này. Âm ly của bác là âm ly 506, âm ly 4 kênh, có nghĩa là nó sẽ có 4 kênh công suất. Và âm ly này thì rõ ràng âm ly thường âm ly 4 kênh công suất thì nó sẽ không 90 hơn 90% nó sẽ không có cầu chữ U. Đấy thì nó sẽ cắm qua đường tín hiệu bình thường và trên con đi thì nó sẽ thêm những cái chiết áp để chúng ta chỉnh cái âm sắc lần nữa. Thì chỉnh như này thì nó sẽ có cái hay, nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp nó sẽ hay, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ khó sử dụng hơn là biến âm đi thành cục đẩy. Thì đối với thiết bị âm thanh thì có rất là nhiều những cái phương án lắp đặt, thì tùy vào mỗi khách hàng và tùy vào thiết bị thì sẽ có cái cách lắp đặt riêng. Nhưng mà các bác sẽ hiểu được cái nguyên tắc và đường vào và đường ra. Có nghĩa là từ trên tivi đi ra thì có nghĩa là đường đường ra, và xuống con lưng tiếng thì có nghĩa là phải cắm đường vào.
và vào con lưng tiếng rồi thì nó phải xuất ra thì phải cắm từ đường ra và đường vào, cái đại loại cứ ra vào. Các bác sẽ hiểu cái nguyên tắc đấy thì các bác sẽ lắp được tất cả những cái thiết bị âm thanh, nó rất là đơn giản đấy các bác nhé. Đấy còn cái chỉnh âm ấy thì bọn em sẽ không hướng dẫn các bác chỉnh âm được. Vì chỉnh âm thì cái chiết áp thì nó chỉnh nó sẽ được phép tăng lên hoặc là được phép hạ xuống, và tùy cái nhu cầu và cái cách nghe nhạc cũng như là thiết bị của các bác mà nó sẽ tăng lên hoặc là giảm xuống, để tùy vào cái không gian cũng như thiết bị các bác nhé. Đấy thì em giới thiệu sơ qua đấy, trong cái quá trình mà theo dõi video các bác có thắc mắc thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là số điện thoại của bên em là 0988646683. Các bác sẽ gọi đến số này để bên em có những cái tư vấn chuyên sâu hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và trong cái quá trình mà theo dõi video thì các bác yêu quý kênh của bên em thì các bác sẽ ấn vào nút đăng ký để đăng ký ủng hộ kênh của bên em, giúp đỡ kênh của bên em, cũng như là ấn vào chia sẻ cái video để nhiều người biết hơn. Cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video thì sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác nhé. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.